Xuống đấy, xuống đấy. Ừ, đèo vào đấy. Hai tổ một cây luôn. Rồi. Anh em vùng cao chào tất cả các bác. Chào các bác. Thời tiết hôm nay khá là nắng các bác. Hiện tại thì mấy anh em đang quay lại bắt cái tổ ong bầu trời chân đen. Loài ong cực kỳ nguy hiểm, luôn nằm ở cái vị trí cây cao nhất trên đỉnh cái chóp ngọn núi này nha các bác nhé. Bây giờ thì mấy anh em đang tiến hành đi vòng theo cái đường này lên. Cả ong khoái cả chân đen. Thấy nó còn bé bé nên giờ to lắm. Thêm một cái tổ chân vàng kia nữa. Đấy, nó ở sau này các bạn. Trên kia. Hai tổ, tổ nó cũng to. Cây to lắm các bạn. Mấy đoạn ken hay là leo móng lên này. Tổ nó rất là to. Tổ này như mỗi năm mấy phải tầm mười mấy ký nhỉ. Đây để lên này. Nó dưới rạch lên cao nhỉ. Có vơi được không? Cành to nhưng mà không biết là cành khô còn dai không? Lên trên nếu mà không phải leo lên trên buộc dây hạ cắt bình thường nhỉ anh Hưng nhỉ? Đấy xuống, tụt nhẹ thôi. Tự nhiên lại leo lên trên kia ngó đấy. Ong này nó không như ong vàng, nó đuổi cả đàn ấy, nguy hiểm nhất. Anh một lần á, cái tổ ong ở bên kia, hỏi Hưng xem nhưng anh chặt cây bên này thôi. Xuống nhẹ thôi. Chân đen ở bên này không ạ? Chân vàng ở bên thẳng cái cây lên. Đấy, đúng cái đầu ngón tay em này. Thấy không? Thấy. Tổ chân đen to hơn nhiều. Sát bên dưới tổ ong không? Anh em đang di chuyển ra khoảng độ 100 mét cách cái tổ ong đấy thì mới mặc bảo hộ được. Vì cái giống chân đen thì nó ngửi mồi rất là thính. Xa cái tổ ong rồi các bạn. Bây giờ thì mặc bảo hộ và chuẩn bị bắt thôi. À, những cái video trước thì chúng em có ghi hình về áo điều hòa các bạn. Áo điều hòa thì phù hợp cho các bác đi rừng, đi làm đồng, đi phụ hồ. Như chúng em thì mỗi lần đi rừng thì đem theo những chiếc áo này. Bây giờ anh Sơn đang cởi áo điều hòa ra để thay cái quạt này sang cái áo bảo hộ nha các bác. Pin 26.000 nha các bác nhé. Chúng em chuyển đổi sang cái quạt 2V 4 số hết rồi. Vì khi mà leo lên cây nó rất là nóng cho nên là cần phải cái lượng gió nó mạnh hơn. Hiện tại thì nhóm chúng em có đang bán cái sản phẩm áo điều hòa cùng với lại các loại bảo hộ bắt ong nhé các bác. Các bác quan tâm đến sản phẩm và ủng hộ nhóm chúng em có thể liên hệ số điện thoại em Cương để phía dưới màn hình để chúng em chi tiết và cụ thể hơn những cái bộ đồ này. Cái bạt này thích hợp các bác di chuyển đi xa và nó rất là tiện lợi, mặc nhanh. Bộ vải bò của em đây thì em dùng năm nay năm thứ tư rồi nha các bạn. Từ khi mà em chưa ghi hình ấy, thì em đã dùng cái bộ bảo hộ này rồi. Bộ vải bò này thì khi leo trèo trên những ngọn cây thì yên tâm hơn. Em sẽ lên trước nha các bác nhé. Cây này thì anh em không dùng móng. Nếu dùng móng thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Cái thế cây nhỏ này thì có thể lên bo được. Lợi dụng cái sườn nó chìa sang nhé các bác. Xong bắt đầu chuyển sang cái cây to bên cạnh này mới ra được tổ ong. Hiện tại thì em đã lên đến cành đầu tiên các bạn. Chỗ này thì còn cách khoảng 5 đến 7 mét nữa mới lên đến cái cành chuyền sang.
Vâng, khuyết. Ông có bui hơn anh Sơn này. Cái mắt quá các bạn. Mệt. Cái mặt của bảo hộ này lên không đeo móng mệt lắm. Anh cứ nghỉ tạm đấy đi. 12 rưỡi 1 giờ. Tổ to lắm anh ạ. Khá là xa nữa mới ra đến kìa các bạn. Ra ra thì chỗ kia đúng không nhỉ? Ra được đâu chứ nhỉ? Mình buộc cành ấy, chỗ kia gờ xong cắt ở đây. À buộc dây sang bên này là được nhỉ? Anh em sẽ tiến hành lên bắt cái tổ chân vàng trước các bác nhá. Tổ chân vàng ở trên này này. Đấy ghê lắm các bác. Đây là cái tổ chân đen này các bác. Đấy, đầu ngón tay em ra có cái cành nó căng lên nữa phải đến một dây này đấy. Chân đen này không cắn nán thì vào đâu các bác nhìn thấy cái cảnh khô đấy. Vàng là vào không? Vàng là trước không có đáy. Đi xuống bắp nhỉ? Nó là khô đấy. Bắt tâm của này thì chúng ta bắt được chân đen. Chân đen bên ngoài này các bác. Chỗ này. Bỏ kéo chai nước lên nhá. Anh em đang lấy cái tổ chân vàng chưa các bạn? Đấy ghê thật anh em. Đây là ngọn cao nhất luôn. Ý, mỏi lắm. Đó. Trắng em nhìn thấy không? Lát nữa xuống dưới xem. Rồi được rồi, chuyển xuống dưới đó. Đấy. Ông chân vàng. Đừng dần đấy nhá. Đưa em cầm luôn anh xuống cảnh dưới đi. Chuyển tay nhau, ui lạnh thế nhỉ. Kiếp thật mỏi các bạn. Xuống đâu? Tầm 4 hơn 4 ký tổ chân vàng. Chắc chân điện cũng mỏi đấy. Được chưa? Thôi thả đi. Mỏi quá. Mỏi trắng đi nhờ. Tổ đầu tiên xuống nhé các bạn. Chưa. Mày ơi. Mày đi nhỉ. Em nó có ấy không? Sâu thì buộc anh ạ. Tốt nhất là buộc đi. Cái này cành nó hơi sâu một tí các bạn. Chắc là anh em sẽ buộc vào đưa cành. Nó ra mãi ngoài kia như thế. Cành ngoài đây vẫn tươi nhưng mà anh xem vào cái chốt mông anh ấy kìa. Cái tổ quạ kia anh bới nó ra xem đi. Cái này thì khó rồi, đây không đánh xa đâu. Thế thì buộc thôi. Cái chân này hơn này. Các cành này cũng buộc. Em lên cành trên. Đây trên bên trên đây. Vâng, để em buộc trên đây. Tại thì em đang ở trên cái cành nó cao được ngang bằng với tổ ong rồi các bạn. Tổ nhìn khá là khủng đấy. Buộc sát bên ngoài nhá. Sao cái ngã kia là được rồi. Được. Khá là khủng đấy.
Đông Quân. Đông Quân nhỉ? Đông lắm. Nước à? Ừ. Còn không? Có không? Có. Anh em vừa buộc xong dây, bây giờ uống nước xong sẽ tiến hành bắt cái tổ đấy. Cắt luôn à? Tỉa bớt cho đỡ nặng. Anh Hưng đang cắt rồi nha các bạn. Xuống đây, xuống đây. Ừ, đèo vào đây. Giời, quá đẹp luôn. Để cái cân đạp. Bây giờ xuống tỉa bớt đi xong thả dây anh ạ. Khi mà các bác đi bắt cái quả đang chân đen này ấy, các bác đừng có bắt vào tổ vội, nó đái rất là mạnh. Lên đến lưng chừng cây các bác cứ rung rồi chọn cái vị trí nào mát ấy, ngồi lâu ở đấy các bác, rung cho nó đái bớt đi thì mới tiến hành bắt. Thì lúc đấy nó không đái được nhiều nữa. Ừ. Có quạt mà khá là nóng đấy. Nóng à. Em cây rơi nhá. Vững rồi nhá. Không mang bên đây anh cắt cho bên này anh cuộn này. Thả xuống nó sẽ nhẹ hơn. Tiếp nhờ. Cành bên đấy. Hai tổ một cây luôn. Hết chưa? À còn cái cành bé. Còn cành bé. Rồi. Cẩn thận nhé không? Cẩn thận nước Phật. Đi xem nhá. Đang xuống đấy. Thả đi. Ừ lặng nhờ. Dần dần nó cháy tắt. Dần dần thôi. Chưa. Ôi, nặng phết nhỉ. Hả? Nặng phết nhỉ. Nặng. Đến chưa? Hết dây rồi. Wow. Ui. Bỏ đi. Ông to. Nào bây giờ anh bác đi nào bây giờ. Lên chỗ em nhá. Trên này bây giờ nó lại mình cắt quang hết rồi, bây giờ nó nắng gọi mình, bây giờ nóng lắm. Đồng này nhưng mà hai anh em vừa bắt xong cái tổ thứ hai rồi các bạn. Bây giờ thì sẽ tiến hành đi xuống phía dưới đây. Ong nó đái cay mắt quá. Xuống thì nhanh thôi. Nhưng vẫn đông nhỉ. Anh xuống sau à? Ừ, anh xuống sau, em xuống trước đi.
kém gì Trung Quốc đâu nhỉ. Anh xách được tổ kiên đâu anh Hưng. Để anh xách. Ong này thì nó đuổi theo rất là xa nha các bạn. Nặng đấy, đi ra đường trơn nhá. Quá phê luôn các bạn. Lên trên cây thì quần áo nó có quạt các bạn, cho nên là anh em cũng bớt được cái không khí nó nóng lực. Với lại khi mà quạt thổi vào ấy, nó đẩy những cái hơi nước đáy của con ong ra. Đấy, chân vàng cũng đang rất là mẩy nha các bạn. Ong này thì lúc này chưa mở lồng được. Chín, cái ong có khoảng độ 10 tầng ấy. Úi dồi, không bị đốt xiên mà cái nước đáy của nó ngứa nhỉ. Anh em vừa mới xuống đến dưới vườn keo các bạn. Xuống dưới này phải nghỉ ngơi đã, vì cái ong này ấy, khi mà nó không đốt được các bạn mà có hộ, nhưng mà nó đái cái nước đái, cái nước đái của nó rất là ngứa. Ui. Đấy là còn có quạt nó còn thổi ra ở đây nhỉ. Đuổi hết quân chạy à. Cái hộ ra. Em bị đái vào mắt à? Ừ, đái cả vào mắt và mũi nhiều lắm, nó cũng mới lên ngửa lên ấy. Ong này vất vả nhất trong các loại anh nhỉ. Quá vất vả. Không đi lên bắt vào ong này này. Nó sưng lên rồi anh Hưng. Ừ. Ngứa thế. Ong này nó đái chết cả cây nhỉ. Trước anh em mình không có quạt ấy nhỉ. Ra khỏi. Mà chạy thì còn phải chạy xa chứ ong này. Rửa hết cả vào tay đi anh. Cúi bóng vàng vào được không? Chút đó còn mùa chứ. Hôm nay là anh Sơn là khôn đấy anh Hưng ạ. Đem áo điều hòa đi là biết là bắt ong mà mệt. Xong cái là anh em mình không có áo này, ông có áo mát này. Hôm nay mình lười đem đi, giờ mới thấy nóng chưa? Anh chả thấy nóng tí nào, có áo này. Bắt đầu. Mát ư nhỉ, thôi em mượn nốt. Ôi, hơi yêu tiên người gầy vậy. Sướng thật. Ôi, em đang đi rừng về các bác. Sao lại ba người đi bốn xe? Ba người thì đi bốn xe chứ. Ôi, mấy bác lấy cái gì đấy? Ông ve à? Ờ, được nhiều đấy nhỉ. Cũng biết lần đấy nhỉ. Ôi, cái tổ này em thấy từ 2 tháng trước em để đấy mà. Ơi, to đấy nhỉ. Này em thấy trước về chia chứ? Chúng nó chia cho một tầng dưới cùng nha. Một tầng thế á? Thôi các bác em thấy trước để cho em tổ bên kia. Còn anh lấy mệt lắm, cho một tầng là đã ngoài lắm. Ờ, đi bắt ong này cho cả phụ nữ đi cả. Thế xe không kèm được thì để cô này em kèm về hộ. Ok ok. Nhá. Cho luôn. Ờ được rồi, thế các bác kèm ong về nhá. Đây đây đây, đi em. Sang này anh kèm về. Ừ, làm được ấy nhỉ. Em cứ tưởng là một mình em bắt ong thôi, không bác bắt trước của em thế này. Bọn anh chứng tỏ bọn anh siêu hơn phải không? Các bác là may mắn thôi, em để ở đấy thì các bác cũng bắt được đấy. Bác để lại cho tôi 2 lít mật đấy. Được rồi, thế nữa để lại cho cái bầu bên trên này nhá. Ok bác, để cho tôi 2 lít đấy. Ok ok.